Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang đứng trước chiếc mẫu Innova số sàn đầy hơi 14 tại Toyota Tân Cảng ạ. Sau đây tôi xin giới thiệu quý vị về mẫu xe này, về ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ, và mẫu xe này thì có được bán theo chương trình trả góp hay không ạ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu xe này ạ. Về sơ bộ thì đây là mẫu xe màu bạc. Mẫu xe này thì phục vụ cho công ty đi cho mục đích công ty sử dụng ạ. Và xe này thì số km đã đi được là khoảng cỡ 107.000 ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu xe này ạ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về chiếc Innova số sàn đời 2014 tại Toyota Tân Cảng ạ. Xe này thì xuất xưởng cuối tháng 12 năm 2014 ạ, và đăng ký vào đầu vào tháng 1 2015. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về ngoại thất của mẫu xe này ạ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đi một vòng quanh xe để quý vị có thể đánh giá được về ngoại thất của mẫu xe này ạ. Đây là phía sau xe. Đây là không gian phía sau xe. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến tới. Trên xe thì đã có một số vết trầy nhỏ, nhưng mà theo tôi nghĩ đó là không đáng kể cho một mẫu xe 2014 ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại về ngoại thất của mẫu xe Innova 2014 này ạ. Còn đây là không gian nội thất của mẫu xe Innova 2014 này ạ. Đây là bảng màn hình tắp lô trên xe này ạ. Còn y nguyên riêng từ nhà máy. Đây ạ. Đây là cần số mẫu xe này. Xe này thì được chủ nhân gắn trang bị giấy simili bọc trần bên xe. Rồi chúng ta sẽ tiến đến hàng ghế thứ hai để quan sát rõ hơn ạ. Đây là hàng ghế thứ hai trên mẫu xe này ạ. Đây là hàng ghế thứ ba quý vị nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong xe để quan sát kỹ hơn ạ. Đây là bảng màn hình táp lô trên mẫu xe này ạ. Quý vị có thể quan sát được kỹ càng hơn ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra thử là mẫu xe này đã chạy được bao nhiêu km quý vị nhé. 107.000 km quý vị nhé. Rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá xong về nội thất trên mẫu xe Innova đời 2014 tại Toyota Tân Cảng ạ. Thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mẫu xe Innova đời 2014 đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Vậy hiện tại là tháng 1 năm 2018, giá của mẫu xe này được hãng định giá là bao nhiêu? Hiện tại mẫu xe này được hãng định giá khoảng 585 triệu. Mời quý vị có quan tâm đến mẫu xe này, ghé đại lý xem xe, rồi sau đó giá cả chúng ta còn thương lượng ạ. Hoặc quý vị có cần bất kỳ cái thắc mắc nào về mẫu xe này hay là về thủ tục ngân hàng, quý vị có thể liên hệ với tôi. Tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh của Toyota Tân Cảng qua số hotline 0937 447 889. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.